chào anh em nay mình sẽ chia sẻ một chút về con chuột Logitech máy Master 3 mà mình mới được anh em gửi tặng nó thì đầu tiên là anh em phải có chuột để trên tay đúng không lúc đầu mình cũng thắc mắc là cái con chuột này nó có cái hữu dụng gì cho anh em thiết kế khuôn không sau một ngày ngồi vọc thì mình cũng tìm hiểu ra được một số thứ để chia sẻ cho anh em ngày đầu tiên ấy, cái con chuột này mà anh em muốn dùng một cách mà ok nhất vượt mà nhất thì anh em phải tải cái phần mềm Logitech option này về đấy. tải về thì anh em bật lên thì giao diện nó sẽ như thế này mình sẽ nói trước là nếu mà không có không không cài cái Logitech option này thì bạn dùng con chuột đấy nó không, nó không khác gì con chuột thường cả. đó. À, thì vào đầu tiên là kết nối đúng không? nó sẽ có ba loại kết nối kết, cổng kết nối số 1 này. đó là cái cổng kết nối với cái đầu thu cắm vào như dạng usb. À, còn cổng kết nối thứ hai và thứ ba nó là cổng kết nối dựa trên bluetooth. Đó. đây là on off của máy. máy này sẽ à, chuột này sẽ dùng à, pin có sạc anh em nhé này đây. đây là nó hiển thị phần trăm pin này đây, đây là kết nối chụ pin anh em có thể à, vào cái setting này họ à, 50 phần trăm này pin con này khá là trâu mình nghe nói là thì như được 7 80 70 80 ngày thì gì đó Đấy thì, thì cái vấn đề sạc nó không thành vấn đề nữa đúng không không phải anh em ngày nào cũng phải sạc nó để sau khi mà anh em mày kết nối được rồi nhá cài được Logitech option rồi thì nó có một cái mà mình rất là thích đó là nó sẽ có cái application cho từng cái phần mềm riêng biệt này ví dụ mình có thể cài cái phím tắt cho Adobe Premiere Pro Google Chrome Đấy, những cái này chả cần cài chúng ta cài tắt đâu đúng không nhưng mà AutoCAD này hoặc là anh em chơi game này Dota 2 chẳng hạn Đấy. thì mỗi cái môi trường nó sẽ cung cấp cho mình một cái bộ ký cáp riêng đúng không ký tắt tôi riêng này ví dụ như kiểu NX12 thì mình đang xét này cái phím video phím này là middle button khi khi bấm một phím này thì nó sẽ dạng như kiểu ấn enter đó. nó, Còn cái phím này là cái phím mà để back đây. Đó. Back giữa các cái cơ sổ Windows. Đó. Cái này còn di chuyển lên xuống nó còn có tác dụng gì như đó nhưng mà mình không không mình sẽ mới xài nên cảm giác cái này xài nó không không được ổn lắm. Được yeah. chưa? À, tiếp theo cái này là cũng là một button mà nhưng, nhưng mình không thích dùng cái này mình muốn dùng cái phím uh, apply này hơn trên X cái nữa là cái phím uh, back này à, phím back này anh em uh, dùng uh, cái ô application thì nó là uh, như kiểu ở trên Google Chrome thì nó sẽ là back lại đúng không còn uh, nếu mà mình muốn set trên X này thì mình chỉ vào đây này Nhấn vào key stock Assignment Mình nhấn vào tổ phím Ctrl Z này Ctrl Z đi Nhấn OK Thì đến lúc mà các bạn vào môi trường LX ích này Ví dụ các bạn ấn này đi Đúng không? Các bạn nhấn phím Back này Thì nó sẽ Ctrl Z lại cho các bạn Đó là một cái rất hay Thấy chưa? Và một cái nữa Ở con chuột này nó có cái Con quay của nó khá là đặc biệt quay bình thường nếu mà nó quay bình thường tốc độ bình thường này anh em này nhưng mà khi mà các bạn thả tay ra này các bạn thả tay ra mà các bạn à, vuốt mạnh một cái vào cái con quay Đấy. nên sẽ quay đến cuối cuối trang cuối cho anh em này Đấy, tương tự cái này thì nó gọi là công nghệ của nó cũng riêng của thằng logistics anh em có thể xem trên tay để hiểu hơn sâu hơn nhưng mà mình rất thích cái này Đấy, khi ví dụ mà mình à, mình đang làm một cái lệnh gì đó đúng không mà nó đang ở trên đầu này nó đang ở trên đầu đúng không? đang ở trên đầu mà mình cứ phải kéo xuống thì mình tìm cái lệnh đó để mình chỉnh cái lệnh ấy cho hạn ví dụ mình muốn là muốn cắt à muốn offset ra 30 hay là 20 này, gì đấy đúng không anh muốn kéo xuống này thì mình chỉ việc kéo mạnh một cái là tự động nó về cái cuối cho mình đó Được chưa đó là cái chỉnh một số cái chỉnh đặc biệt lại còn phím này ví dụ phím này mình đang cài là căn trong b này lại ẩn đối tượng này đó, nó cho nó ích nhá ví dụ mình muốn ẩn uh, slide đi đúng không mình click slide click slide này. nhân phím đó là nó tự nó ẩn là chưa Đấy rồi à, còn cái phím này thì mình chưa chưa nghĩ ra cái cách của nó cái này để dùng cho Excel ngày mình nghe nói dùng cho Excel này. khá là hữu dụng nó là scroll ngang này. scroll ngang nhưng mà mình không dùng tiếp theo đến phần point scroll thì đây là cái cái chỉnh speed này Đấy. trình tốc độ này đây là cái độ uh, là smooth scrolling này đây là những cái chế độ riêng của nó thumb wheel này. smart smart ship rồi đó là một cầu số cái mình thì mình chỉ chỉnh vào cái này thôi ví dụ mà nó cái này nó còn có một cái hay nữa cái này middle button này mình sẽ vào cái ô oh, application để mình chỉnh này oh, có, oh, ở môi trường ô oh, application thì mình sẽ chỉnh đây là speed này speed thì nó sẽ có cái hai dạng hai dạng speed đấy hai dạng sáu cho anh em đấy rồi mình em ok này rồi mình uh, ra môi trường à uh, desktop đi chẳng hạn đấy thì mình nhìn nhấn vào đây này đấy, nhấn vào cái phím mình vừa cài đó thì nó sẽ di chuyển qua lại giữa speed 1 và speed 2 cho anh em chưa rồi nhưng mà sao cái môi trường này thì nó sẽ là là lại là, là, chuyển sang phím uh, enter nhá apply nhá đấy. thì đó là cái hay rất hay của thằng từ option này tiếp theo nữa là cái uh, flow những cái này thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm chia sẻ với anh em sau fiscal wheel uh, cái flow này nó nó sẽ nó nhờ có cái ba uh, hai cái kết nối ba kết nối đúng không ba kết nối này hai và ba đều là bluetooth một là uh, đầu như kiểu đầu chuột đấy, đầu kết nối chuột ấy, đầu usb đấy thì nhờ vào cái kết nối đó nó có thể di chuyển và điều khiển hai máy đấy, khi di chuyển này nó sẽ sang điều khiển máy này cho các bạn máy tính bên phải đúng không? di chuyển xong máy tính bên trái điều khiển máy tính bên trái nhưng mà cái này thì mình cũng thấy ít ít sử dụng vì công ty ông nào mà làm à, phần mềm lậu hoặc là tắt mạng đi để dùng cái máy không có mạng còn cái máy có mạng là để in ấy. đấy thì dùng như này cũng là hay nhưng mà còn cái bàn phím thì cũng phải mua nốt của Logitech thì nó hơi chát <laughs> Rồi Đó. Đúng không Một chút chia sẻ thêm nữa cho anh em là Anh em nào mà mới dùng Đang dùng chuột bình thường mà chuyển sang con này thì sẽ phải làm quen Khá là nhiều thời gian đấy Mày trừ phi công dùng... À cho cái này, cái cho cái point speed này về thấp nhất có thể, đúng không? Không thì mình dùng, để... mới đầu mình dùng khá là nhanh, nó bị nó bị hơi là nhanh so với phải, này, ví dụ mình chỉnh lên cái con, này. mình chỉnh lên cái độ nhanh này, cảm giác cảm giác mình di chuột nó không còn nó không còn thật tay nữa, này. Nó nhanh quá, thì anh em cần phải được cái tốc độ mà phù hợp nhất với mình đó cũng là một cái khó Ok còn một vấn đề nữa mà mình muốn nói với anh em là khi mà các bạn mà mua máy master này mà muốn dùng cho nhiều máy chẳng hạn cả ở nhà cả công ty nếu để, để một chỗ thì thôi các anh em dùng cái dùng cho cây thì dùng cái 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 đầu thu dạng USB đúng không thì không có vấn đề gì nhưng mà nếu mà các bạn cả nhà cũng muốn dùng cả công ty cũng dùng, dùng mà không muốn mang cái đầu đó đi ạ mang cái đầu usb đó đi ấy, thì các anh em mà cái máy cây nào nó không có bluetooth thì anh em nên mua thêm một cái đầu thu bluetooth nó này để xài con này mang đi mang về đó còn cái con đầu thu bluetooth đầu thu usb cũng khá là khá dễ mất ok nó là một số chia sẻ của mình về cái con chuột mạch master 3 ba hy vọng nó sẽ mang lại những một chút kiến thức cho anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.